Trời ơi, cái này là nhà tôi rồi mọi người, khúc này là nhà tôi rồi. Nhà tôi nè, nhà tôi nó bị kẹt cái ghế này nè. Kẹt cái khúc này. Kẹt khúc này nữa. Quên. Nhà tôi đường vô hơi khó khăn xíu. Đây 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 đây, để coi thử phá đảo bao lâu nha. Giờ mình là người chơi trên cương vị là cả kinh nghiệm rồi mọi người. Giờ đó thấy giờ thấy giờ cái người chơi kê trên cương vị kinh nghiệm nó ghê chưa, mới vô móc dính ở đây 3 lần rồi đó. Tôi bây giờ khá, tôi có kinh nghiệm đầy mình rồi, giờ tôi chơi tôi bình tĩnh quá mấy fan ơi. Nè mấy ông coi nè, tôi nhảy cái nào là lên cái đó, nhảy cái nào là lên cái đó đấy. Alright, thanks for coming with me on this trip. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. Má ơi, vậy là mình phá đảo không tới 15 phút luôn á mọi người. Để cái này chắc Hiếu nghĩ Hiếu phá đảo trong vòng 5 phút thôi à. 5 phút, 5 phút. Đúng 5 phút phá đảo cái rập luôn. It's built almost dầu gì đó, dầu gì mình cũng là người chơi kinh nghiệm rồi mà. And it's one of the most unusual and unfriendly games. Má hồi trước nhảy cái đoạn đó nhảy 3 tháng, nhảy gần 3 tháng mới lên. Nếu mà mấy bạn nào mà vẫn chưa biết cái hả, cái đó gọi là cái nội dung của cái game này á, thì Hiếu sẽ tóm tắt lại cho mọi người một lần nữa nha. Cái trò chơi này nó mang theo cái thiên hướng là chúng ta sẽ dẫn một cái thằng ha què bị què giò, nhưng mà anh ta có rất là nhiều quá nổ lực nghị lực bằng đôi tay của anh ta kèm theo cái cây búa, và anh ta cố gắng để khiến cho bản thân của mình ha leo qua những cái tử tá đó mệt quá. Sao có nhiều đó làm không sao mà yếu. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Rồi cái thằng con sao nó nói cái gì mà nó nói hoài vậy trời ơi. Nín giùm đi, nín cái mỏ giùm đi. Ở đâu? Trời má ơi, sao này ghê vậy, khổ ghê luôn á. Đúng luôn, đúng là khi mình phá đảo rồi cái tâm thế của mình chơi á nó dễ lắm. Nó không có hả, nó không có giống như hồi xưa. Hồi trước mình nhảy vô mình chưa có phá đảo nên lúc nào mình cũng hả mất bình tĩnh hết. Giờ mình phá, mình trên cương vị là một người phá đảo rồi, trên cương vị là một người có kinh nghiệm rồi, mình nhảy rất là nuột. Nè, khúc này búng lên trên kia, đẩy qua đây, búng vô cái này xong cái búng lên trên, búng vô cái mày nó không hiểu tôi nói gì vậy. Lâu quá tao không gặp lại mày, mày không hiểu cái lời tao nữa hay gì. Tao nói mày là búng qua bên kia, chứ không phải búng qua bên đây, bên kia kìa. Búng lên, đập qua, búng qua đây, búng lên, qua lại bên đây, thử là này, ok. Như đó không cũng không làm được, dễ hiểu mà. Búng qua bên kia. Kia, bên kia kìa má, bên kia. Sao không rớt xuống dưới kia luôn đi, rớt cái chỗ chơi lại đó, rớt mẹ nó xuống dưới luôn. Wow. Ủa hết 5 phút chưa mọi người? Hết 5 phút chưa? Hồi nãy tôi nói là mình sẽ phá đảo. Nãy giờ mình nhảy chắc mới có hả 1 phút thôi, mới 1 phút thôi. Ôi sao vậy ta? Sao cảm giác giống như mới chơi lần đầu vậy đó mấy bạn. Quỷ Dương dạy rồi đó, Quỷ Dương dạy rồi đó. Bình tĩnh là Hiếu, bình tĩnh là Hiếu. Dầu gì mình cũng là mình cũng đang chơi trên cương vị của hả người đã chiến thắng, cũng chơi trên cương vị hả người chơi lại, cũng phải ra dáng một xíu chứ. Qua luôn. Ok, ok, lên luôn. Nice. Khúc này dễ rồi. Trời ơi, cái này là nhà tôi rồi mọi người. Nhà tôi nó bị kẹt cái ghế này nè. Kẹt cái khúc này. Kẹt khúc này nữa. Quên. Nhà tôi đường vô hơi khó khăn xíu. Trời ơi là trời, tôi lại đi tới cái chỗ này nữa rồi hay sao? Địa ngục Trần Gian là ở đây đó. Kumane. Hên quá nó không rớt xuống dưới. Cái khúc này tôi nhớ là hồi đó tôi ăn dầm nằm về với nó gần 2 tháng đó. Cương vị của người chơi rồi, mình phải có những cái trích chứ Hiếu. Không phải, búng ở đây là cút luôn á. Đúng rồi. No, trụ lại nè. Ok, trụ lại.
Má là nãy mới ngủ dậy còn say ke về chơi xong tự nhiên tỉnh luôn à. Giờ tỉnh hơn chưa bao giờ được tỉnh luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, tụt luôn, trụ lại luôn, trụ lại luôn, trụ luôn. Dừng đây đi, dừng đây đi, dừng đây đi. Đừng, đừng, đừng má, đừng má ơi, đừng bro, đừng bro. Thả ra coi có rượt xuống không, ok. Búng lên đây. Nice. Đâu? Đầu má ghê vậy? Nó rơi tự do luôn à. 3 phút rồi, 3 phút rồi, nãy giờ mình chơi được 3 phút rồi đó. Hôm nay mình đặt kế hoạch mình là sẽ phá đảo Getting Over trong vòng 5 phút. 3 phút, 3 phút đã trôi qua. Cái gì vậy má, kìa, cái búa ở trong đó kìa. Có tục tiểu quá không vậy bro? Cái gì vậy bro, sao đút cái búa vô đó hoài vậy bro? Yahoo! Nice. Đây đây đây, phá đảo quả này, phá đảo quả này. Đây, ủa, nó bị gì vậy? Sao nó không tự búa lên nó được? À, bị kẹt mọi người, nó không có khớp á. Bị trật nách, bị trật khớp nách. Từ nãy giờ búa nhiều quá mà, khớp nách sao chịu nổi. Mấy ông để ý kỹ trong cái lu này nè, mấy ông thấy nước nó văng ra không? Mồ hôi nách của con này á. Mồ hôi nách của con này đổ mà đầy ngập luôn cái lu á. Bây giờ chúng ta phải đợi, mục đích chính của chúng ta là bỏ thằng này đi ra khỏi vũ trụ để cho nó đừng có lây cái bệnh hả? Khớp nách này cho mọi người á. Má, chẳng lẽ lần trước mình phá đảo Getting Over It là do mình may mắn hả ta? Chứ không phải, tôi tưởng là do mình có kỹ năng chứ. Thì ra là do mình may mắn à. Rồi 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 khúc này từ từ lại, khúc này từ từ lại. Ghê, vậy mà tôi vẫn lên được, đỉnh. Đúng là chúng ta cần phải từ từ bình tĩnh. Chơi trong sự bình tĩnh chúng ta mới bình tĩnh được. Nếu mà mình chơi game trong sự mất bình tĩnh, mình không có bình tĩnh được. Sao tự nhiên cái quả đó cái nó bị trượt ra rồi đó. Kumane dừng lại đi, Nam Mô A Di Đà Lạt, Nam Mô A Di Đà Lạt. No, 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 no. Má ơi, khúc đó trượt quá, khúc đó trượt quá, khúc đó trượt quá. Rớt cái là quất luôn á, rớt cái là xuống đáy xã hội luôn á. Ok. Đây rồi. Ở ngay cái chỗ cái tháp đó có mấy con quạ bay ra. Từ từ nha, coi chừng giật mình đó. Thấy ghê không, thấy ghê không, thấy ghê không. Người chơi rồi mà mọi người, từng phá đảo một lần rồi mà. Sao tự nhiên cái búa nó bị trượt vậy? Má ơi, tay tôi nó rung luôn á mọi người. Đâu, phá đảo luôn trong vòng 5 phút, 5 phút. Trời ơi. Mấy ông ơi, cầu nguyện cho tôi phá đảo nhanh nhanh đi, mình còn đi trồng cây nữa. 5 phút, 5 phút, 4 phút rồi mọi người, còn có 1 phút nữa là 5 phút rồi. Mà ha, 5 phút ở trong đây là khá bằng ha 30 phút ở ngoài đời á. từng bước thôi, từng bước thôi, không có gì vội hết, không có gì vội hết, không có gì gấp gáp. Ok. Trời ơi, con bò nó xỉu luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi, con bò nó xỉu rồi mọi người ơi. Tự nhiên con bò nó tự rớt xuống luôn mọi người ơi. Ý trời rồi, ý trời đã định rồi, ý trời đã định rồi, có điềm rồi, có điềm rồi, có điềm rồi. Mọi người cứ kêu rớt đi, con bò rớt rồi nè. Dạ mẹ đâu. Đại xíu ba phá đảo liền. Nhạc lên, nhạc lên. Trời ơi, nhạc gì đỉnh cao vậy? Trời ơi, nghe nhạc cái nhảy không lên nổi luôn nè. Trời ơi, bị cái gì rồi? Bị nhạc rồi. Ngãi nhạc, ngãi music. Hồi nãy sao, hồi nãy nhảy một lần đầu á. Hồi nãy nhảy một lần đầu nhảy cái qua luôn mọi người. Giờ nhảy hoài nhảy qua. Là bị cái gì?
Đấy, nó lên rồi kìa, nó lên rồi đó. Hiểu rồi. Cơ hội sẽ đến với chúng ta thêm một lần nữa chúng ta ơi. Đây, nhanh nhẹn lên nha. Anh cũng đào hình như là cái chỗ bắp bên này nè. Cái chỗ bắp bên này dễ lên hơn nè. Chỗ bắp bên này nè. Đó, ở đây, lên nè. Lên cái tao luôn. Đây phải phá đảo cái tinh rồi bịch. Đây mà tôi không phá đảo cái tinh đâu bịch ha. Chặt cuồng bò. Mày sợ không? Mày sợ mày cổ vũ tao đi. Hay lắm. Hay lắm. Yamero. 12 seconds later. Cái bộ con bò bảo toàn không nổi rồi. Cái bộ con bò nó không có cần con cu nữa nữa. Nó không cổ vũ cho tôi luôn chứ. Cái gì vậy? Có tặng quà nữa hả? Cái má nó cái gì vui vẻ vậy? Trời ơi được tặng quà nè để khui học quà của mọi người. Tuy nhiên đang chơi có học quà rớt xuống rồi mọi người. Đây. Đây rồi, thấy chưa? Hồi nãy là do tôi chưa có kịp phản ứng. Nope. No. Yeah, man! Búng vào này, bám lại vô trong này. Ok. Từ từ thôi, đặt mình nhiều nhỏ xuống để góc 35 độ ngay chỗ nghiêng này nè, tránh cái tỷ lệ mà phải bảo quản ở giữa khí trời đông gió nắng nha. Chút này là bỏ vô trong tránh ánh nắng mặt trời và xa tầm tay của trẻ em, tránh phụ nữ đang cho con bú giặt ha. Chị em mang thai. Quá đó trời ơi là trời. Thằng nào mà nãy hả post lại cái bài chơi getting over ít kỷ niệm gì đó trong nhóm đó nha. Mình nhanh mày xóa bài để chứ lát nữa tao kiếm ra bài tập lóc á. Chơi game phải dùng cái đầu. Đợi xíu rồi cho cái thùng đó nó hên chút nhích là mình mới đi được. Má nó sao khó dữ ta. Ôi trời mẹ nó luôn đi. Khỏi cần hả tính toán gì nữa. Lên đi, lên được lên, không lên được đu lên con rắn. Cưỡi con rắn về trời cũng được. Ha, con hứa từ nay con sẽ sống hướng tiện, mỗi ngày con sẽ không quay tay nữa. Con sẽ cố gắng ra chăm chỉ đẩy những cụ ông cụ bà qua đường, với lại không giật kẹo của tụi nhỏ. Những chị những cô nào mà phơi quần xì áo vú mà ở nhà trời mưa con sẽ không cất giùm người ta nữa. Con hứa con sẽ sống hướng tiện hơn. Mọi người bấm, mọi người tặng tôi 75 sao, tôi lấy tôi làm tinh thần đi mọi người. Đây rồi. Thắng rồi mọi người, thắng rồi. Phá đảo rồi nè. Lên trên luôn. Nice sư. Chỉ còn cái khúc này nữa thôi chúng ta ơi. Từ từ Hiếu, cái khúc này không có gì phải giỏi hết. Hiếu. Từ từ Hiếu ơi, tới đây rồi thua nữa là cút luôn đó Hiếu. Cái khúc này là đòi hỏi cái tay phải dữ dằn lắm nè. Làm liên tục lên nó mới lên được. Hay lắm. Hiếu ba lên mãi đỉnh. Má hơn á là không bị mất cái xe đẩy đó. Nó mất cái xe đẩy đó là nãy giờ chim cút rồi đó. Hay. Ôi. Cái gì vậy bà? Ủa tôi nhớ hồi đó cái khúc này tôi nhảy qua cái dèo cái lên mà ta. Đây rồi. Mọc lên luôn. Khúc này phải búng. Mấy cái khúc kia là nhảy nhưng mà cái khúc này phải búng lên. Xích xích vô đi, khúc này búng té đó. Yamero. Rồi. Nó kìa rồi. Chúng ta cách chiến thắng chỉ còn có một cái bước nhảy nữa thôi mọi người ơi. Một bước nhảy vũ trụ. Nhảy khúc này. Xích xích vô. Thắng bại tại đây. Nice. Thắng rồi.
Thắng rồi. À, cục gạch đâu? Phải có cục gạch, búng lên cục gạch nữa mới thắng. Thắng rồi mọi người, đây rồi. Rồi, giờ lên trên cục này nè, đứng trên cục này nè. Búng một cú cuối nè, xong là thắng nè. Đây, từ từ, đây tôi búng cú cho đẹp mắt cái. Yamelo! GG! Nice! Trời ơi, còn dư tới 3 giây lần 2, 1, hết giờ. Trời ơi, vừa kẹp 5 phút luôn. Trời ơi, không ngờ luôn á trời. Không ngờ luôn. Phá đảo game getting over 5 phút trong vòng ha, 1 tiếng 30. Trước khi video kết thúc, Hiếu có một thông báo nhỏ dành cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn nào có kinh nghiệm về content hoặc là edit phân tích game thì hãy mau chóng gửi hồ sơ công việc về mail qlmna@box.studio để được làm việc và đồng hành cùng với Hiếu Ba Len nhé. Bye bye mọi người.